Bây giờ thì cả Capitol và Wanderio đều đã vào sân để chuẩn bị cho trận đánh đơn thứ hai. Và đây là trận đấu thứ ba trong nội dung đồng đội nữ một cầu lông giữa Thái Lan và Indonesia. Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam thì Nurumi Wadoyo đã không tham dự trong thành phần của đội tuyển cầu lông xứ vạn đảo. Trong khi đó thì Supadida Katithong đã giành huy chương vàng tại kỳ SEA Games được tổ chức tại Việt Nam. Đó là huy chương vàng SEA Games đầu tiên của Katithong, vận động viên sinh năm 1997. Đối với Katithong thì vào tháng 1 năm 2023 cô đã xuất sắc đứng ở thứ hạng 21 bên nữ, đó là thứ hạng cao nhất của Katithong đến thời điểm hiện tại. Nurumi Wadodo bên phía các cầu thủ Indonesia trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 60. Và thứ hạng của Wadodo tăng rất nhanh chóng vào tháng 8 năm 2022, thậm chí cô còn nằm ngoài top 400, nhưng rất nhanh chóng chỉ trong vòng có nửa năm rồi của Wadoyo đã tiếp cận đến năm một thành tích xuất sắc thế giới rồi. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là lần đầu tiên Katithong với Wadoyo đối đầu với nhau. Đấu đầu tiên thì vận động viên của Thái Lan thi đấu trong trang phục áo đỏ đen đen về phía gần màn hình của chúng ta. Điểm số đầu tiên dành cho vận động viên Katithong của Thái Lan. Cầu đi ra ngoài 1-0. Pha đập cầu rất căng,
thì bây giờ đang là 2-2. Nurumi Wadoyo là một tay vợt còn rất trẻ, cô sinh năm 2005, năm nay mới có 18 tuổi thôi. Tiềm năng của Wadoyo là không thể phủ nhận, ở lúc này thì là cũng là một tay vợt rất thú vị. 4-3 cho Wadoyo. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, tính từ các giải đấu chính thức thì Wadoyo mới thi đấu tổng cộng có 118 trận thôi. Cô giành chiến thắng 82 trận và chỉ thua 36 trận. Đó là một thành tích của anh. Đó thì là những cầu ra ngoài và những cầu đi ra ngoài của KT Thông. Ta thi thông và thủ thua được 5-7 đều. Thank you.
7. Nghiêng về KT Thông. Một người đầu rất thuận lợi dành cho tay vợt tới từ Thái Lan. Mình nhớ lúc này thì Thái Lan đang tạm thời dẫn trước Indonesia với tỷ số 2-0 sau các chiến thắng ở trận đánh đơn của Taiwan trước Dewi, chiến thắng ở trận đánh đôi giữa Victor Tarakun và Prajung Jai trước Kusuma và Pratiwi. Và bây giờ là trận đấu thứ 3. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này thì khá là chung cuộc với Indonesia tại SEA Games năm nay. Có điểm dành cho vận động viên tới từ Thái Lan với 28. Và vẫn người bỏ nhỏ rất hay. Các thủ thông đang dẫn trước qua đồ dồ với khoảng cách 5 điểm. Bây giờ khoảng cách đó được nâng lên thành 6 điểm rồi. Một pha bỏ nhỏ thành công.
hướng qua cho Tài Thương, cầu ngoại sân 16-8. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này trước Indonesia thì Thái Lan sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình ở vòng đồng đội nữ môn cầu lông. Đây chính là trận đấu chung kết của giải đấu này, và như chúng ta đang thấy, Thái Lan đang có quá nhiều lợi thế để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình. Kể từ nửa sau của trận đấu thứ nhất này, tình huống mà cầu đã leo lưới và rơi sang phần sân của KT Thông. Tỷ số được rút ngắn chỉ còn 11-20 cho Hoa Đôi Dầu. Và như vậy là set đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng 21-11 cho Supanida KT Thông. Cú đá vượt qua tay vợt Indonesia Hoa Đôi Dầu. Và với chiến thắng này thì Thái Lan đang tiến rất gần tới việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games của mình ở nội dung đồng đội nữ tại môn cầu lông. Trước khi đến với trận chung kết với Thái Lan thì các
Tay vợt nữ của Indonesia đã vượt qua chủ nhà Campuchia với tỷ số 3-0. Sau đó ở bán kết cũng đánh bại các tay vợt của Philippines với tỷ số 3-0. Trong khi đó thì Thái Lan, trước khi vào chung kết họ chỉ phải thi đấu đúng một trận với các tay vợt của Singapore thôi. Họ đã thắng với tỷ số 3-1. Và bây giờ họ đang dẫn trước Indonesia với tỷ số 2-0 sau hai trận đấu đầu tiên. Và ở trận đấu thứ ba thì tay vợt Kathy Thông của họ cũng đã vượt qua Wadoyo ở set đấu đầu tiên, và có lẽ còn chờ đợi thêm một set đấu nữa để Thái Lan chính thức có thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ hai. Trận đánh đơn thứ hai giữa Wadoyo và Kathy Thông. Đây cũng là trận đấu thứ ba trong nội dung đồng đội nữ môn cầu lông giữa Thái Lan và Indonesia. Điểm số đầu tiên thuộc về Kathy Thông, 1-0. Cầu ngoài, 2-0 cho Kathy Thông. Đó là một pha điều cầu không qua lưới. Tỷ số được dự đoán là 1-2 cho Wadoyo. Bỏ nhỏ rất tốt, những quả điều cầu rất kỹ thuật của các Kathy Thông. Một khởi đầu rất tốt của Kathy Thông trong set đấu thứ hai này. Rõ ràng kinh nghiệm của Kathy Thông đang giúp cho cô chiếm được ưu thế rất lớn trước tay vợt mới 18 tuổi tới từ Indonesia. Kathy Thông năm nay 25 tuổi và đã có kinh nghiệm chinh chiến ở rất nhiều những giải đấu lớn nhỏ cùng với cầu lông Thái Lan. Tỷ số được dự đoán xuống còn 2-4. Cầu đã chạm lưới và đi ra ngoài sau pha đập cầu của Kathy Thông, có tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4.
đó tình huống mà các trọng tài xác định cầu đi ra ngoài. Một pha điều cầu tốt của Wadoyo nhưng đáng tiếc lực lại hơi mạnh. Trong pha cầu vừa rồi thì huấn luyện viên của Thái Lan Can Thi Thông đã phải đứng nhìn. Lập tức thì Can Thi Thông đã có điểm với pha đập cầu uy lực của mình. 6-3. Như vậy là điểm được tính cho Wadoyo. Cầu vẫn trong sân. 4-6. Vẫn là khoảng cách 3 điểm khi Can Thi Thông đã có điểm số thứ 7 của mình ở set đấu này. Liên tiếp những pha đập cầu của Wadoyo và cô đã rút ngắn tỷ số chỉ còn 5-17. Chắc chắn hy vọng của Indonesia sẽ chỉ được giữ nếu như Wadoyo có cuộc lỗi cầu dòng thành công trước Can Thi Thông. Liệu điều đó có thể xảy ra hay không? 8 năm rồi, vẫn là một khoảng cách 3 điểm. Pha đánh cầu không qua lưới của Wadoyo. Cầu trong sân, một pha đập cầu chéo sân tốt của Wadoyo. 6-8. Không có bất cứ cơ hội nào dành cho Can Thi Thông ở pha cầu vừa rồi. Cầu ngoài, 7-8. Tỷ số đã được san bằng 8-8. 3 điểm liên tiếp được lên cho Wadoyo.
rất tốt. Và được cầu chéo thần thành công của cả thể thống và nâng tỷ số lên 9-8. Đẳng cấp của vận động viên nằm trong top 25 thế giới vẫn luôn cho thấy sự khác biệt. Cầu về cuối sân hơi mạnh của cả thể thống và Wadodo. Wadodo đã rút ngắn chính xác là đã san bằng khoảng cách với tỷ số 9-9. Vẫn là một lợi thế dẫn trước nghiêng về tay vợt tới từ Thái Lan. 19. Cầu không qua lưới, 10-10. Cầu trong sân. Đúng vậy, đó là quyết định cầu trong sân. Và nửa đầu set đấu thứ hai khép lại với lợi thế dẫn điểm thuộc về vận động viên của Thái Lan. Những góc máy quay rất khó để xác định, nhưng ở góc toàn đầu tiên thì chúng ta có thể thấy cầu rơi đúng trên vạch. Và lợi thế dứt điểm cho Supadida ca thể thống của Thái Lan 11-10. Nửa sau của set đấu thứ hai đã trở lại với điểm số đầu tiên cho tay vợt tới từ Indonesia, Wadoyo. Trong sân, những pha đập cầu liên tiếp và chuẩn xác của ca thể thống tại phần của Thái Lan. Set đấu thứ hai này rõ ràng là một set đấu rất mất sức
của cả cả hệ thống cũng như là Wado vô. Cầu ngoài và đánh cầu rất dứt khoát của Wadoyo sau pha giao cầu tới từ Catetho, nhưng đáng tiếc cầu ấy đi ra ngoài. Tiếp tục có điểm dành cho Catetho, 14-11, khoảng cách là 3 điểm rồi. Chấp những nỗ lực phòng ngự của Hòa Đồ Đồ thì Catetho vẫn có cho mình những điểm hết sức quan trọng. Một pha đánh cầu thẳng vào vị trí của Hòa Đồ Đồ khiến cho tay vợt này không thể né với một tốc độ cầu nhanh như vậy. Tấm huy chương vàng SEA Games 32 đã ở rất gần các tay vợt của Thái Lan rồi. Lại một pha đánh cầu thẳng vào vị trí của Hoa Đôi rồi. Catetho nâng tỷ số lên 16-11. Nhỏ không thành công, 17-11. Kinh nghiệm thi đấu, đó là vấn đề mà Wadoyo còn thiếu và cần tích lũy thêm để hướng tới những cột mốc trong tương lai, bởi tiềm năng của Wadoyo là rất lớn. Năm nay Wadoyo mới 18 tuổi và cô đã tiệm cận top 50 tay vợt xuất sắc nhất thế giới rồi. Cầu ngoài 18-11 cho Catetho. Chéo sân 19-11, còn 2 điểm nữa thôi. Tấm huy chương vàng SEA Games ở môn cầu lông nội dung đồng đội nữ sẽ thuộc về Thái Lan. Và nếu như điều này xảy ra thì Thái Lan đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình.
Cầu vẫn trong phần 20-11 và Championship Point. Match point của trận đấu giữa KT Thông và Wadojo sẽ là điểm cho tấm huy chương vàng của đội tuyển cầu lông Thái Lan. Match point đã được cứu 12-20. Cho các huấn luyện viên của Thái Lan, KT Thông đã vượt qua Wadojo với tỷ số 2-0 và đồng thời giúp cho đội tuyển cầu lông nữ Thái Lan vô địch SEA Games năm nay sau khi đánh bại Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 3-0. Một chiến thắng cực kỳ thuyết phục của các cô gái Thái Lan. Và nên nhớ ít nhất kể từ năm 2015 cho tới nay, các kỳ SEA Games Thái Lan đều vô địch nội dung cầu lông đồng đội nữ. Xin được chúc mừng đội tuyển cầu lông nữ của Thái Lan với chiếc huy chương vàng ngày hôm nay. Với Wadojo vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai phá và rất nhiều không gian để phát triển. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi lễ trao giải, trao huy chương vàng dành cho đội tuyển cầu lông nữ của Thái Lan. Và đây chính là điểm số quyết định mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển cầu lông nữ Thái Lan.